Vâng, trước tiên thì rất là cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi với chương trình. Xin ông cho biết những lợi ích vượt trội của hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền so với hóa đơn điện tử có mã thông thường ạ. Sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đem lại rất nhiều lợi ích, không chỉ cho doanh nghiệp, người tiêu dùng mà cho cả cơ quan quản lý thuế. Cụ thể, về phía doanh nghiệp, thứ nhất, chủ động trong việc xuất hóa đơn cho khách hàng, có thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ, đêm khuya, do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định. Thứ hai, chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày, không phải gửi từng hóa đơn như các loại hóa đơn có mã cơ quan thuế thông thường. Thứ ba, tại một thời điểm bán hàng, có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Thứ tư, không bắt buộc có chữ ký số của người bán hàng trên từng hóa đơn. Thứ năm, cuối ngày người nộp thuế chỉ phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu dữ liệu điện tử. Về phía người mua hàng, với tư cách là người mua hàng, khi người bán áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thì giao dịch mua bán được minh bạch. Người mua hàng nhận hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có căn cứ pháp lý để ràng buộc trách nhiệm của người bán hàng về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa dịch vụ. Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng do thông tin trên hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có thêm trường thông tin, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp người mua hàng không có mã số thuế hoặc quên mã số thuế. Về phía cơ quan thuế, mở rộng hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giúp cơ quan thuế giám sát tốt hơn quá trình cung ứng hàng hóa dịch vụ của cơ sở kinh doanh, góp phần đảm bảo quản lý thuế hiệu quả, công bằng, minh bạch.